Xin chào mừng các bạn đến với kênh Lightjet của anh VN. Chúng ta ở đây để cùng chia sẻ một niềm đam mê. Hy vọng video cầu vô ngày hôm nay sẽ có ích với các bạn. Nội dung chính của video là đoàn chiến thuật số 16, đoàn phong cấp không phong hậu. Một đoàn chiến thuật rất độc đáo và sáng tạo trong cờ vua. Qua video mình sẽ từng bước đưa ra các ví dụ minh họa cũng như những ván cờ thực chiến của các danh thủ quốc tế để các bạn chiêm ngưỡng. Mong các bạn theo dõi hết video và tham gia thử sức câu đố số 34 nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Tên gọi của đoàn chiến thuật này là không thèm phong hậu. Có lẽ nhiều bạn bất ngờ là tại sao khi phong cấp không phong thành hậu, quân cờ mạnh nhất bàn, mà lại phong cấp thành xe, mã hay tượng, những quân cờ yếu hơn. Câu trả lời có thể là do để làm đối thủ phải suy nghĩ, đắn đo thêm đôi chút trong cờ chớp. Hay không phong hậu, do biết dù có phong thành quân nào thì cũng bị bắt mất ở nước đi tiếp theo. Nhưng lẽ nào ý nghĩa của đoàn chiến thuật này chỉ có vậy? Chắc chắn là không. Để hiểu rõ hơn về đoàn chiến thuật này, chúng ta hãy cùng xem ba thế cờ minh họa sau đây. Trong trường hợp này, nếu tốt đi F8 phong cấp thành hậu thì sẽ hòa bát ngay, vì đến lượt đen đi nhưng không còn nước đi hợp lệ. Vì vậy buộc tốt phải phong cấp thành xe, và vua đen vẫn còn nước di chuyển là H6. Trắng dễ dàng giành chiến thắng. Trong ván cờ này, xe đen đang chiếu vua trắng, buộc tốt phong cấp. Nhưng nếu tốt G8 phong thành hậu, vua đen chỉ cần lách người tránh nước chiếu, ví dụ vua đi C3, buộc hậu trắng ăn xe B8, hậu ăn lại B8 chiếu, và trắng chắc chắn sẽ thua. Vì vậy ở đây, trắng quyết định chơi tốt G8 phong thành tượng, đồng thời chiếu vua. Nếu xe hay hậu ăn tượng thì tốt ăn lại, nên buộc vua đen phải chạy, ví dụ vua C3. Nhưng bây giờ đến lượt trắng đi mà không còn nước đi hợp lệ, đây là hòa bát. Trong thế trận này, trắng sẽ có một số nước đi tuyệt vời trước khi phong cấp. Đầu tiên xe trắng F8 tấn công đôi vua và xe đen, thu hút xe đen ăn F8. Sau đó tiếp tục đi hậu H7 chiếu, thu hút vua ăn H7. Cuối cùng tốt ăn xe và phong cấp thành mã, tấn công đôi vua và hậu. Vua G8, mã ăn hậu D7. Vì vậy trước khi tốt bạn phong cấp, cố gắng suy nghĩ xem có cách nào tốt hơn việc phong cấp hậu để giành lợi thế nha các bạn. Sau đây là một số ván cờ thực chiến xảy ra trong trận đấu quốc tế kinh điển mà mình đã chọn lọc để giới thiệu với các bạn. Trắng đi trước bằng nước lên tốt D4. Đen chống trả bằng cách lên tốt D5. Trắng tiếp tục lên tốt C4 tấn công tốt D5. Đen không ăn tốt C4 mà lên tốt E5 tấn công lại tốt D4, cho ta ao binh counter gambit. Trắng tiếp tục ván cờ bằng cách ăn tốt E5. Đen không ăn lại tốt C4 mà tiến tốt D4 nhằm ngăn mã lên C3. Trắng để loại bỏ ý tưởng của đen, đã lên tốt E3 tấn công tốt D4, dẫn đến xuất hiện 7 Lascar. Đen không ăn tốt mà lên tượng B4 chiếu, mã lên cản thì bị tốt ăn, vua chạy thì sau này không thể nhập thành, nên tượng trắng lên D2 cản chiếu. Đen đã đi một nước cờ săn 7 khá hay, là dùng tốt ăn E3 hy sinh tượng của mình. Nước cờ đúng cho trắng lúc này là ăn tốt E3, nhưng trong ván cờ thực chiến, bên trắng vội vàng tấn công bằng một phương án có phần manh động là dùng tượng ăn B4, tốt đen ăn F2. Nếu bên trắng vội dùng vua ăn tốt F2 thì sẽ bị mất hậu D1 và gặp nhiều bất lợi. Do đó bên trắng đã lựa chọn một phương án an toàn hơn, đó là lên vua E2 bảo vệ hậu. Quan sát ở đây các bạn thấy, tốt đen sẽ ăn mã để phong cấp. Và nếu lựa chọn phương án phong cấp thành hậu, bên trắng chỉ đơn giản thí hậu D8 để hóa giải, buộc vua ăn D8, xe trắng ăn hậu G1.
Lực lượng hai bên cân bằng. Do đó bên đen đã quyết định biến chiêu bằng nước cờ là phong cấp tốt thành mã chứa vua. Vua trở lại E1 là nước cờ hợp lý, nhưng trong ván cờ thực chiến xe trắng ăn mã G1. Cuối cùng đen đã kết thúc cạm bẫy Lasker của mình bằng cách dùng tượng G4 chiếu xuyên tuyệt đối. Vua buộc phải chạy và trắng mất hậu, khiến trắng dừng cục cờ ở nước thứ 8. Ở đây mình chỉ tập trung vào đòn phong cấp mã, còn đi sâu vào các biến khác của cạm bẫy Lasker. Các bạn vào kênh và xem lại nha! Đây là thế cờ Savera. Đa số người chơi nghĩ đây là một trận hòa, nhưng với việc sử dụng đòn phong cấp nhưng không phong hậu, tác giả đã chứng minh trắng sẽ thắng. Mời các bạn theo dõi diễn biến. Trắng tiếp tục chơi tốt C7 chuẩn bị phong cấp, và cũng rất tự nhiên đen chơi D6 chiếu vua. Vua buộc phải chạy nhưng phải bảo vệ ô C6. Nếu vua B7 thì xe đen D7 ghim tốt và trắng sẽ mắc tốt, dẫn đến hòa cờ. Còn nếu vua C5, xe đen D1 chuẩn bị qua C1 xuyên tuyệt đối. Ta thấy hai phương án trên đều bất lợi cho trắng, nên nước cờ hợp lý cho trắng lúc này là vua B5, xe D5 chiếu, vua B4, xe D4 chiếu, vua B3, xe D3 chiếu. Đến lúc này thì vua sẽ C2, xe đen không thể tiếp tục chiếu, và ý đồ xuyên vua cũng không thể thực hiện được. Đen lại lên xe D4. Cục diện đến đây đã chuyển sang hồi gai cấn. Nếu trắng vội vàng đi tốt phong hậu, ngay lập tức xe đen C4 tấn công đôi vua và hậu, buộc hậu ăn C4, dẫn đến hòa pass. Bởi vậy tốt trắng đi C8 sẽ phong cấp thành xe, đập tan âm mưu hòa pass của đen, đồng thời đe dọa đi A8 sát cục, buộc xe đen qua A4 phòng thủ. Vua trắng tiến lên B3 bắt xe, mở đường cho xe trắng đe dọa thêm ô C1 sát cục. Đen không thể phòng thủ cả hai nước cờ A8 và C1, chấp nhận thua. Trong hình cờ này thì quân lực hai bên cân bằng, nhưng bên trắng có lợi đôi chút khi tốt E6 đang đe dọa đi hai nước nữa là có thể đến vị trí phong cấp. Đen phải gồng mình chống đỡ nước cờ này. Ở đây trắng đi trước và nước cờ hợp lý là tốt E7 tấn công hậu, buộc hậu E8 cản tốt phong cấp. Khi đó bên trắng chỉ cần đưa xe xuống C8, đen sẽ mất hậu. Nhưng trong ván cờ thực chiến, trắng lại đưa xe xuống C8 tấn công đôi hậu và xe trước. Đen không muốn mất hậu nên dùng xe ăn C8. Xe trắng ăn lại C8, tiếp tục ghim hậu. Đen không ăn xe mà đi một nước cờ trung gian là xe B1 chiếu. Vua trắng không lên G2 mà lên F2. Bây giờ thì đen mới quay lại ăn xe C8. Đến đây thì bên trắng đi một nước cờ rất tự nhiên là tốt ăn F7 để chiếu vua. Nếu vua đi F8, hậu trắng qua D6 chiếu, sau đó dùng tượng ăn hậu, đen gặp nhiều bất lợi. Trở lại với ván cờ thực chiến, bên đen sau một hồi suy nghĩ đã đi vua lên H7. Trắng không thể ăn hậu đen vì sẽ bị xe xiên và mất hậu ngay và luôn. Còn nếu tốt phong cấp thành hậu thì vẫn không thể thoát khỏi độc thủ tàn độc của bên đen. Hậu đen sẽ C2 chiếu, buộc vua E3 hay F3. Hậu đen tiếp tục E2 chiếu, buộc vua F4. Hậu đen E4 sát cục. Do đó bên trắng đã lựa chọn một phương án an toàn hơn, đó là tốt F8 phong cấp thành mã chiếu vua. Nước cờ siêu hạng của bên trắng thể hiện một tâm thái bình thản hơn người, buộc vua chạy G8. Bên trắng thừa thế song tượng lên E6 chiếu vua, buộc hậu ăn E6. Hậu trắng ăn lại E6 đồng thời chiếu vua. Vua đen ăn mã F8. Trắng lợi thế và đã giành chiến thắng chung cuộc. Quan sát thế cờ này,
Ta thấy trắng đang có một tốt chuẩn bị phong cấp, và đen sẽ phải phòng thủ nước cờ này. Ở đây đen được đi nước đi trước và đã chơi hậu e4 chiếu. Nếu vua h3 thì hậu h1 chiếu buộc vua trở lại, nên ở đây vua trắng sẽ đi h5. Hậu đen tiếp tục f3 chiếu buộc tốt trắng g4 cản chiếu. Vậy là vua trắng đã an toàn trong hốc. Hậu đen e4, hậu trắng f7 đe dọa đi g6 chiếu. Hậu đen đi c6 kiểm soát cả hai ô a8 và e8. Hậu trắng e7, hậu đen d5. Hậu trắng quyết định đi e8 nhằm dọn đường cho tốt phong cấp. Hậu đen b7 săn ra một cạm bẫy rất là tinh vi. Ở đây nếu như tốt trắng phong thành hậu hay xe thì hậu đen ngay lập tức đi f7 tấn công đôi vua và hậu, buộc hậu ăn f7 dẫn đến hòa bát. Trở lại ván cờ thực chiến, bên trắng nhận thấy bên đen có nội công cũng không phải dạng vừa, nên không dám khinh sức mà chơi tốt a8 phong cấp thành tượng, đe dọa hậu đen. Hậu đen lùi về b3, hậu trắng d7 chuẩn bị lên tượng d5. Bên đen đã nhận thấy ý đồ của bên trắng nên đi một nước cờ rất chính xác, đó là về hậu g8 cố thủ. Trắng vẫn chơi tượng d5 tấn công hậu. Đến đây thì sức ép cho đen ngày một lớn. Hậu đen chỉ biết đi f8 cầu ngoài. Tượng trắng f7 chuẩn bị chiếu vua. Vua đen đi h8 để tránh. Và trắng với lợi thế về quân số đã đi hậu e8 ghim hậu đen, buộc hậu đen ăn e8, tượng ăn lại e8. Vua đen lên h7 ngăn vua xuống g6. Tượng trắng đi một nước đợi bằng cách đi tượng f7, buộc vua đen trở lại h8. Tận dụng thời cơ vua trắng đi g6, phong tỏ vua đen. Đen chỉ còn biết lên tốt h5. Tốt không thể ăn h5 vì hòa bát ngay, nên vua trắng ăn h5, vua đen h7. Và kết thúc trận đấu này, trắng đã giành chiến thắng. Cục diện ở đây, hai bên đều còn song xe. Bên đen lợi hơn với hai tốt. Về cơ bản mỗi bên đều có thế đánh riêng. Ở đây đen chơi tiếp bằng cách đi xe g4 đe dọa tốt g3. Nếu vua lên bảo vệ thì xe a3 rất nguy hiểm. Nên trong ván cờ thực chiến, trắng lựa chọn phương án đi xe b3 giữ tốt. Kế đến bên đen xe sẽ lên tốt f4, tăng sức ép lên tốt g3, ép buộc bên trắng lên vua h2 phòng thủ. Nhưng tốt đen vẫn lao vào xơi tốt g3 chiếu vua. Xe trắng không ăn lại mà trắng chọn phương án lên vua h3. Đen thừa thế xông lên. Đứng trước chưởng lực mạnh mẽ của bên đen, bên trắng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, không đem xe về phòng thủ mà đi xe e3. Với âm mưu, nếu tốt đen phong cấp thành hậu, xe trắng sẽ h7 thu hút vua ăn h7. Sau đó xe e7 sẽ chiếu vĩnh viễn. Ví dụ vua h6, xe trắng h7 chiếu, buộc vua ăn h7 dẫn đến hòa pát. Xem ra thì nước chơi xe A3 này mạo hiểm, chẳng khác gì một con dao hai lưỡi. Vì trong thực chiến đen đã đi tốt G1 phong cấp thành xe, chứ không phải hậu. Đe dọa đi H1 sát cục. Trắng không đứng vững khi phải chống lại ba xe đối phương, đành chấp nhận buông cờ chịu thua. Sau đây xin mời các bạn thử sức câu đố cờ vua số 34. Trắng chơi tiếp thì kết quả thế nào đây các bạn? Nếu ai có đáp án hãy comment bên dưới video, mình sẽ nhanh chóng phản hồi lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy bổ ích hãy nhấn like và share video này nha. Còn nếu muốn nhận được những video mới nhất từ kênh, hãy đăng ký kênh và nhấn nút có hình quả chuông nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.